Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tin từ quyền Bến Lức và Thủ Thừa. Các xã thị trấn trên địa bàn quyền Bến Lức vừa đồng loạt tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư năm 2021. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức ngày hội được thực hiện trong phạm vi toàn xã thị trấn với một điểm duy nhất với tên gọi Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc liên khu dân cư. Tại ngày hội, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của mặt trận Tổ quốc Việt Nam 91 năm qua, nghe báo cáo khái quát chung về cộng đồng dân cư, kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021, gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tình hình đời sống nhân dân và phương hướng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2022. Đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 cũng vừa được tổ chức tại ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc, quyền Thủ Thừa. Đây là ấp điểm của tỉnh tổ chức ngày hội. Trong năm, Ban công tác mặt trận ấp Bà Nghiệm xác định năm nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm. ấp có 100% hộ đăng ký ba nội dung gia đình văn hóa. Cuối năm bình xét có trên 98% hộ đạt chuẩn. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, nhân dân chung tay đóng góp 436 triệu đồng cùng chính quyền địa phương xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Tại ngày hội, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đã trao tặng 50 triệu đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Giang Thành, đồng thời trao tặng 10 phần quà cho người dân nghèo mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Doanh nghiệp tư nhân Phạm Lý Đồng Nai tặng 5 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Quỹ ban Nhân dân xã Mỹ Lạc trao tặng giấy khen cho 6 tập thể cá nhân có thành tích tốt trong phong trào tạo toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021.